quy trình tiến hành lắp đặt phòng game của Hoàng Tuấn iCafe. Đầu tiên, bên mình sẽ tập hợp lại tất cả các sản phẩm, hai bên cùng kiểm tra xem có phải hàng đầy đủ bảo hành đúng như hợp đồng đã ký hay không. Sau khi kiểm tra hàng hóa, hai bên đều đã thống nhất không có vấn đề gì thì bên mình sẽ tiến hành phân bổ các linh kiện lại với nhau, sắp xếp đến từng khu vực theo như bản thiết kế. Sau công đoạn sắp xếp, sẽ tiến hành bóc siêu sản phẩm, lắp ráp và đây sẽ là thiết bị linh kiện của phòng máy Amazon Spartacus mang cho mình linh hồn của chip CPU i9 12900K, hình ảnh sống động của màn hình BenQ 25 inch 360Hz mà tốc độ bên MSI Pro Z690 kiêm luôn hạ sĩ cạc VGA 3060Ti. Tiếp theo, đấu dây điện, đi dây điện, đi dây mạng, sau đó đưa vào hộp bàn. Kiểm tra lên hình từng máy, từng khu vực xem bị lỗi gì hay không rồi tiến hành cài đặt tập game và kiểm tra lại thêm một lần nữa. Hoàn thành xong hết quy trình, bên mình sẽ tiến hành bàn giao lại phòng game cho chủ đầu tư để đi vào hoạt động luôn đúng tiến độ. Đến với Hoàng Tuấn, không đơn giản chỉ là lắp đặt phòng game đẳng cấp, mà Hoàng Tuấn luôn mang cho quý khách sự hài lòng và tinh tế nhất. Nếu các bạn đang có dự định kinh doanh game net, hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Hoàng Tuấn iCafe, chuyên gia tư vấn, lắp đặt và cung cấp giải pháp vận hành phòng game.